Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 580 của số công nghệ TD. Lâu lắm rồi mình thực hiện số hỏi đáp các bạn ạ. Được rồi, ốm lâu quá các bạn ạ. Bây giờ còn chưa hết ốm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên trong số hỏi đáp của ngày hôm nay của bạn Duy Phương nhé. Câu hỏi đầu tiên như sau. Chào anh, cho em hỏi Dell Precision 7530 có nâng cấp được GPU không ạ? Nếu được thì hỗ trợ những card nào vậy anh? Em ơi, hiện nay trên dòng Ryzen 7530 nó có bốn loại card này nhé. Thứ nhất là đó là card màn hình, đó là Quad Core, thì chúng ta sẽ có từ P1000, P2000 và P3200. Ngoài ra thì nó sẽ có card màn hình của hãng AMD. Bốn chiếc card này đều có thể thay thế và nâng cấp cho dòng Ryzen 7530 em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Vân Tử là anh Lương ơi, cho em hỏi Dell G15 5511 có nâng cấp màn hình được không? Nếu nâng cấp được thì độ phân giải, bao phủ màu và chi phí là bao nhiêu? Mong anh giải đáp ạ. Cảm ơn anh nhiều. Thực tế thì dòng G5511 thì đây là dòng máy về đồ họa tầm trung, và hiện nay trên thị trường thì về nguyên tắc mà chúng ta có thể nâng cấp cho một chiếc máy có độ phân giải tốt hơn, miễn sao là cái card tín hiệu nó phù hợp với chiếc máy này. Nhưng hiện nay trên thị trường thì hãng chỉ cung cấp loại màn hình có chất lượng độ tỷ lệ bao phủ màu thấp, bởi vì đây là thuộc dòng máy phổ thông tầm trung. Bản thân anh cũng chưa từng nâng cấp một chiếc màn hình là có độ phân giải lớn hơn, nhưng mà anh nghĩ nếu mà tìm được một chiếc màn hình có chất lượng tốt và phù hợp với cái card cũng như cái khung để lắp vào cái màn hình thì có thể được. Nhưng nó thực sự với em như thế thì quá là mất công, và tìm đồ tìm điếc nó cũng rất là khổ, bởi vì trên thị trường thực tế hãng họ không cung cấp. Ví dụ trên thị trường chẳng hạn là các dòng máy Ryzen, máy chạm chẳng hạn, hoặc các dòng máy gaming chẳng hạn, thì nó sẽ cung cấp chẳng hạn như là màn hình là 120Hz này, màn hình 144Hz này, hay là màn hình 100% ARB. Nó có trên dòng đó thì chúng ta chỉ tìm và check đúng cái service tag của cái màn hình đó là chúng ta lắp sang thì nó được. Nhưng mà trên dòng này thì anh chưa thấy hãng cung cấp một loại màn hình có chất lượng cao hơn em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Khoa Nguyễn là anh ơi cho em hỏi, mấy bữa trước em có chơi game GPU ăn tới 75W, nhưng hôm nay GPU bị lock 60W làm chơi game bị lag. Em bật turbo trên máy, driver GPU cập nhật đầy đủ, nhưng có cách nào sửa không anh? Máy của em là Acer Turbo F15. Cái này thì có thể là em cập nhật là driver cho máy thôi, và lưu ý là khi chơi game mình tôi cắm sạc vào, bởi vì cái này nó hoàn toàn là toolbox nó tự động em nhé. Trừ ra em có thể dùng phần mềm em chỉnh hiệu năng cho nó giảm xuống thì cũng được, còn nếu mà tự động thì em chỉ cần cập nhật driver cho máy là ok thôi. Anh nghĩ trường hợp này nó chỉ là phần mềm thôi em nhé. Bạn Duyệt Phạm thì có hỏi là anh ơi, em mua con P50 của anh mấy tháng em dùng phần mềm Airplane Electric, khi dùng bị lỗi đứng im là sao ạ? Em ơi, trong trường hợp về lỗi đứng im ý, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Ví dụ như là xung đột phần mềm thì nó cũng đứng im này. Và một trong những cái bộ phận phần cứng của máy khi bắt đầu nó hoạt động các tác vụ cao trong máy nó cũng có thể dẫn đến trường hợp treo máy. Và có thể là trường hợp nữa đó là cái phần cứng của máy, một cái phần cứng nào đó gặp vấn đề. Thì khi chúng nó chạy lên, chẳng hạn là máy bị quá nhiệt nóng lên thì có thể khiến cái máy của em nó treo. Cái này thì em tốt nhất là nên mang qua cửa hàng để bọn anh hỗ trợ, bởi vì bọn anh có đầy đủ các phần mềm ứng dụng để bọn anh có thể chạy test hiệu năng của cái máy xem nó lỗi bộ phận nào, thì lúc đó thì sẽ chuẩn đoán xử lý cho em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Thị Kiều Trang là anh ơi, ROM laptop là gì ạ? Có phải là bộ nhớ HDD, SSD không phải phải không anh? Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoàng Tấn là chào anh, em cần laptop tầm 20 đến 25 triệu với nhu cầu làm màn hình đẹp, di chuyển thường xuyên, pin 8 tiếng, giải trí xem phim nghe nhạc to ấm, cấu hình dùng văn phòng, đồ họa tầm trung. Anh tư vấn cho em vài mẫu nhé, em là tên Hoàng. Hoàng ơi, trong tầm tiền này hiện nay trên thị trường thì có rất là nhiều chiếc máy mà có chất lượng màn hình đẹp. Ví dụ như em thích một chiếc máy màn hình to đi, bởi vì thông thường những công việc mà giải trí là những công việc mà làm việc nhiều là anh rất thích những chiếc máy có màn hình to. Thì trong cái phân khúc tầm tiền này anh giới thiệu cho em chiếc Dell 7610 Plus, Dell Inspiron 7610 Plus. Máy được trang bị i7 11800H, con này có đến 8 lõi 16 luồng luôn. Chiếc máy có thể nâng cấp tối đa 64 GB RAM chiếc máy này. Đặc biệt là chất lượng màn hình 16 inch, độ phân giải 3K luôn em ạ, độ sáng 400 nits. Đây là một trong những chiếc máy có chất lượng màn hình tốt nhất trong cái tầm tiền là từ 20 đến 25 triệu để em đầu tư nhé. Còn nếu mà em thích mỏng nhẹ sang trọng thì chúng ta sẽ có các dòng như HP Spectre. À dòng HP quên. Cái này thì em nên chọn là dòng HP Envy đi. Hiện nay Envy thì anh có cả những dòng Envy X360, có nghĩa là sẽ xoay gập được. Nó sẽ có từ màn hình 13,3 inch và màn hình 15,6 inch. Nó em chọn những chiếc cái mẫu máy mà có chất lượng màn hình tỷ lệ bao phủ màu lên đến 100% ARGB, và độ sáng của Envy nhé, có những chiếc máy có độ sáng 1000 nit luôn. Mà tỷ lệ bao phủ màu nó cao thì sẽ hỗ trợ về chất lượng hình ảnh cực kỳ tuyệt vời. Thì ở đây em sẽ phân định giữa là một chiếc máy màn nhỏ cơ động di chuyển và một chiếc máy màn hình lớn có chất lượng mà tỷ lệ bao phủ màu cao, độ phân giải cao để em có thể xem phim, lướt web và có CPU khỏe để hỗ trợ em làm đồ họa, thì em chọn thêm nhé. Còn nếu mà em muốn tư vấn thêm thì có thể để gọi điện thoại cho anh là 077 357 và 4 số 9 ở cuối để được tư vấn thêm em nhé.
Bạn Cường tỏi có đặt câu hỏi là máy em không rơi hay bị tác động mạnh gì nhưng nó vẫn bị sọc ngang màn hình, nhưng mà chỉ sọc một nửa thôi, nó cũng không sọc thường xuyên và thỉnh thoảng mới bị ạ. Trong trường hợp này thì anh nghĩ là em nên qua cửa hàng để được vệ sinh và làm lại cáp cho nó sạch sẽ. Bởi vì trong một số trường hợp là cái cáp nó kết nối không tốt thì cũng có thể gây ra tình trạng như này. Nhưng mà khi mà vệ sinh mà cáp các thứ mà nó vẫn như này thì nguyên nhân có thể là panel của màn hình nó bị lỗi em ạ. Thực tế là em để ý là những chiếc màn hình về máy tính PC đơn giản mà những chiếc tivi ở nhà thôi, thỉnh thoảng nó bị sọc, đó là nguyên nhân nó bị sọc panel màn đấy mà nó lỗi em nhé. Trong trường hợp đen em phải thay màn, còn nếu mà vệ sinh sạch sẽ mà nó hết thì nó rất là tốt, hết có 100 ngàn thôi em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Phương Mai là nên mua laptop nào dưới 20 triệu để học kinh tế ạ? Nếu mà học kinh tế thì em chỉ cần một chiếc laptop mỏng nhẹ, cơ động và sang một chút, trong tầm 20 củ thì rất là nhiều máy ngon luôn. Trong tầm này thì nếu mà em thích màn to thì em có thể chọn chiếc Dell Inspiron 5510. Đây là một trong những chiếc máy phải nói là tốt nhất trong cái phân khúc tầm đầu tư 20 củ nhá. Máy được trang bị i5 là 11300H, RAM 8GB, SSD 256GB thì giá của nó chỉ có hơn 17 củ một chút thôi. Còn nếu mà trong cái tầm này mà em thích một cái chiếc máy có màn hình đẹp ý, thì anh có con Lenovo Pro anh mới về nhá. Được trang bị i5 thế hệ thứ 11, RAM 8GB, SSD 512GB, kèm Vega rời đó là mới X450. Mà con này có chất lượng màn hình cũng là màn hình 2K cực kỳ đẹp và tỷ lệ bao phủ màu 100%, giá chỉ có 18,9 thôi. Thì em ngó thêm chiếc máy này em nhá. Bạn Nguyễn Thị Thanh thì có hỏi là anh ơi cho em hỏi, em bây giờ mà mua MacBook Pro 13 RAM 8GB Lightning thì có thể sử dụng được tầm 6 đến 7 năm tới không? Thực ra thì một chiếc MacBook ở đây thì em lại không thấy Pro 13 như ở đây, thì em phải nói là nó model nó sản xuất năm nào chứ. Đơn giản nhất như này nhá, bản thân anh cũng đang trải nghiệm một chiếc Pro, nó là 2014. Với những công việc như của anh đây là chiếc 15 inch nhá. Anh vẫn có thể edit video này, anh vẫn có thể vào mạng xem phim, lướt web giải trí và dùng các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép các thứ ok. Nhưng mà thông thường một chiếc MacBook ấy để mà không lỗi thời ấy, thì họ cũng chỉ dùng 5 đến 7 năm thôi. Thì em căn cái model của em là năm nào. Đấy, còn thực ra thì không ai dùng một chiếc máy mãi cả. Còn theo anh thì cứ một chiếc máy chỉ dùng tầm này là quá nhiều rồi. Nhưng mà trên thế giới thì họ chỉ dùng có 1 đến 2 năm họ sẽ đổi thôi. Thì đấy thì em căn ví dụ model mà 2017 thì đồng nghĩa là bây giờ là dùng 5 năm rồi, thì em dùng thêm khoảng 3 đến 4 năm nhưng không quá 10 năm một chiếc MacBook em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Thành Lưu là trong tầm 24 đến 28 triệu, anh tư vấn giúp em con máy nào chơi game 3A ổn, cân được edit video cơ bản, máy mát, vỏ hầm hố, có khe tản to xíu kiểu Lenovo Legion ạ. Nếu mà em nhắm đến Legion rồi thì anh nghĩ là ở trong cái phân khúc từ khoảng dưới 30 mà để Legion mà để thiết kế thì anh nghĩ là không có chiếc máy nào vượt được đối thủ này đâu. Lenovo Legion 5 hoặc Lenovo Legion 5 Pro thì em sẽ phải đầu tư từ phân khúc từ khoảng 26 đến khoảng hơn 30 triệu một chút. Em sẽ có trang bị cấu hình từ i7 đến cấu hình chip Ryzen 7 của AMD. Vega chúng ta sẽ sử dụng như là RTX 3050 hoặc 3050T, 3060. Chiếc máy này phải nói là cực kỳ ổn. Còn có một cái phiên bản nữa, đó là phiên bản Dell G15 5515. Anh đang có mức giá sale khủng nhất Việt Nam luôn. Máy được trang bị AMD Ryzen 7 5800 nhá, 8 lõi 16 luồng, RAM 8GB, SSD 512GB, RTX 3050 Ti, màn hình 120Hz, anh sale giá chỉ có 22 củ thôi. Thì em có thể lựa chọn cái mẫu máy vừa rồi anh tư vấn cho em nhé. Có Lenovo Legion anh chờ cũng được đấy. Bạn Hiếu IT thì có đặt câu hỏi là em cần mấy con hàng dưới 8 củ mà hỏi cái nào trên shop cũng hết hàng ạ. Chắc là không biết là em nhầm không hoặc là em chọn cái model mà nó cũ quá, nên anh xin lỗi em, nếu mà 8 củ anh xếp ra ít nhất nhà anh phải có 20 mẫu. Nói thẳng em luôn. Mà cái quan trọng là cái nhu cầu làm việc của em làm gì thì anh sẽ tư vấn nhu cầu về kỹ thuật trước nhá. Trong 8 củ bây giờ, nếu mà Dell không nhá thì có ví dụ nhà Dell Latitude 7450, mỏng nhẹ sang trọng, được trang bị i5 RAM 8GB, SSD 256GB màn full, hơn 8 củ một chút. Còn nếu mà ThinkPad nhá, có T450S, trong tầm tiền này cũng cấu hình như vừa rồi, cũng khoảng hơn 8 củ nhá. Ngoài ra thì có HP EliteBook 840G3. Đấy, có trang bị i5 6300, RAM 8GB, SSD 256GB, giá cũng chỉ có hơn 8 triệu. Còn nếu mà thích màn to trong tầm tiền này thì Dell Latitude 5570. Đấy, 5580. Hoặc là ThinkPad thì dòng này thì có L560, L570. Em có thể tham khảo rất nhiều mẫu luôn. Mà tầm 8 triệu này thì nói luôn với em là sẽ sử dụng tốt các phần mềm như Photoshop, AutoCAD, các phần mềm chỉnh sửa cắt ghép video đơn giản. Còn nếu mà trang bị chip U thì chủ yếu là dùng văn phòng, còn chip M hoặc là có hỗ trợ thêm Vega rời thì nó chỉ ở cái tác vụ về đồ họa ở tầm trung. Bởi vì thực tế tầm 8 củ vẫn là tầm tiền thấp cho một chiếc laptop. Còn nếu mà mua máy mới trong tầm 8 củ thì vẫn mua được đấy. Nhưng nó chạy chip Pentium, RAM 4GB, 8 củ bây giờ thì con rẻ nhất đi. Anh đang sale con giá là con Dell Inspiron 3511, trang bị i3, RAM 4GB, SSD 256GB, màn full nhá. Anh để 9 triệu 6, máy mới, trang bị chip i3 thế hệ thứ 11 luôn. Thì tham khảo đã tính với lại em đọc sơ sơ đã 7 chiếc máy, em tham khảo em nhé. Câu hỏi tiếp theo của bạn Nguyễn Trần là em chào anh ơi cho em hỏi là Dell Virtu 3400 có được không ạ?
Em ơi, với chiếc Dell Voltron 3400, đây là chiếc máy mà anh đang chạy chương trình có mức giá cực kỳ tốt mà anh sale chỉ có 12 triệu 500. Anh khẳng định là shop anh bán chiếc máy này có mức giá tốt nhất tại thời điểm hiện tại. Máy được trang bị i5-1135G7, RAM 8GB, SSD 256GB, có hỗ trợ Edit XE Graphics. Chính thế, việc các tác vụ về đồ họa tầm trung cũng như mọi người dùng lập trình, các ứng dụng về chỉnh sửa cắt ghép video, Photoshop, AutoCAD là chiếc máy chạy trơn tru ngon lành và có thể chơi các tựa game như là Liên Minh Huyền Thoại, CS:GO, Half-Life Đế Chế, Đột Kích là chiến được. Còn đối với những chiếc tựa game chuyên nghiệp và đồ họa chuyên nghiệp thì chiếc máy không, bởi vì đây nó ở phân khúc là đồ họa và ở một phân khúc là phổ thông tầm trung em nhé. Còn chất lượng của máy Dell thì mọi người đều biết là rất là tốt rồi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hậu Xuân là con dòng ThinkPad X còn dòng ThinkPad X250 không shop ơi? Em ơi, X250 hiện nay thì cửa hàng anh có rất là nhiều nhé, X240, X250, X260, 70, 80 đều có em nhé. Em qua cửa hàng để được ủng hộ nhé. Câu hỏi tiếp theo là anh cho em hỏi Dell 7591 có sạc được qua cổng Type-C của máy không ạ? Em ơi, nếu mà cái kiến thức của anh nhớ không nhầm thì chiếc Dell Inspiron 7591 thì nó chỉ có là USB Type-C thôi và con này sẽ không hỗ trợ chân sạc em nhé. Có nghĩa là không hỗ trợ cái công nghệ sạc nhanh bởi vì con này là ở phân khúc thời điểm nó ra mắt thì nó thuộc series 7 nhưng ở phân khúc giá rẻ. Anh nhớ không nhầm như vậy. Còn nếu mà trên phiên bản mà có Vega rời ấy, thì nó có được trang bị cổng Thunderbolt ấy thì nó anh nghĩ chắc chắn nó sẽ sạc được. Bởi vì nó hỗ trợ Thunderbolt thì nó cắm sạc vào thì nó vẫn nhận bình thường em nhé. Còn nếu mà phiên bản mà nó trực trang bị i5 mà không có cổng Thunderbolt ấy mà chỉ có USB Type-C thì không sạc được em nhé. Bạn Duy Béo thì có hỏi là anh tư vấn giúp em một con ThinkPad phân khúc dưới 10 triệu là tốt nhất, bền nhất để làm lập trình và giải trí đơn thuần, web và xem phim ạ. Trong tầm tiền này nếu mà em thích màn mà nhỏ một chút đi em chọn cho anh con ThinkPad T460. T460 được trang bị i5 RAM 8GB SSD 256GB màn hình Full HD IPS thì có giá khoảng hơn 9 củ. Còn nếu mà phiên bản i7 thì 11,5 củ em nhé. Còn nếu mà em thích màn to trong phân khúc tầm tiền này thì em cố một chút em chọn chiếc ThinkPad W540 hoặc W541, con này máy chạm siêu lồi đồng cối đá luôn. Hỗ trợ servo khỏe, Vega rời khỏe, chính vì thế các công việc về kỹ thuật nó hỗ trợ cũng rất là tốt, có thêm bàn phím phụ thì em có thể tham khảo hai mẫu máy vừa rồi anh giới thiệu cho em nhé. Vâng, thưa các bạn, đây cũng là câu hỏi cuối cùng của số đáp ngày hôm nay và cứ 2 ngày sắp tới sẽ có một số đáp như này. Các bạn cần tư vấn về laptop, tư vấn về MacBook, các câu hỏi về phần mềm, phần cứng, đánh giá máy hay nâng cấp máy. Quý vị các bạn vui lòng đặt các hỏi dưới topic này. Chúng tớ sẽ trực tiếp trả lời qua tin nhắn cũng như qua những video hỏi đáp như này nhé. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TLD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm bên chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật kiến thức mới nhất về laptop, mới nhất về công nghệ thông tin. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.